Tuyết Lê xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3. Thưa quý vị, hôm nay bầu trời miền Nam California có mây răng rải rác, nắng vàng lung linh khắp nơi với gió nhẹ thổi trong ngày. Cao nhất cho ngày hôm nay tại Garden Grove và các vùng phụ cận cũng như tại Los Angeles ở vào khoảng từ 70 đến 73 độ, đêm xuống thấp còn 58-60 độ. Hai ngày cuối tuần tại miền Nam California cũng sẽ rất đẹp với mây và mặt trời xen kẽ trên bầu trời xanh. Cao nhất cho ngày thứ Bảy là 67-68 độ. Chủ nhật sẽ mát lạnh hơn với nhiệt độ cao ở vào khoảng 64-66 độ và đêm xuống thấp còn 53-54 độ. Riêng tại Việt Nam thì mưa vẫn tiếp tục rơi rải rác tại Hà Nội vào hai ngày cuối tuần với cơ hội lên đến 60%. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày là 84 và 75 độ. Thừa Thiên Huế thì khí hậu rất ẩm ướt, có mưa kèm theo sấm sét trong ngày. Gió thổi theo hướng Bắc, cao nhất ở vào khoảng 90, thấp về đêm là 78 độ. Ở trong miền Nam thì cũng không khác gì mấy với Hà Nội và Huế, tức là có những cơn mưa rơi rải rác trong ngày. Cơ hội mưa cũng ở vào khoảng 60% kèm theo gió và sấm sét. Nhiệt độ cao và thấp nhất trong hai ngày cuối tuần tại Sài Gòn là 89 và 78 độ. Thưa quý khán thính giả, hôm nay Tuyết Lê xin chọn đọc một bài thơ tình của Nguyên Sa để gửi tặng quý vị. Thơ Nguyên Sa tựa như lời thủ thỉ, tâm sự, lời người yêu nói với người yêu. Thoáng chút buồn và suy tư, những câu hỏi hay lời trách nhẹ nhàng, tinh tế, đằm thắm. Mời quý vị nghe bài thơ mang tựa đề Cần Thiết sau đây. Không có anh lấy ai đưa em đi học về, lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học, ai lau mắt cho em ngồi khóc, ai đưa em đi chơi trong chiều mưa, những lúc em cười trong đêm khuya, lấy ai nhìn những đường răng em trắng, đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh, lúc sương mờ ai thở để sương tan, ai cầm tay cho đỏ má em hồng, ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc. Không có anh nhỡ một mai em khóc, ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi, tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ. Không có anh thì ai ve vuốt, không có anh lấy ai cười trong mắt, ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong, ai cầm tay mà dắt mùa xuân, nghe đường máu rưng từng cành lục tiếc. Không có anh nhỡ ngày mai em chết, thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn, sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon, anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục. Và thưa quý vị, đó là những dòng thơ thật lãng mạn của Nguyên Sa. Bản tin thời tiết do Trọng Nghĩa biên soạn. Tuyết Lê xin cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán giả. Kính chúc quý vị hai ngày cuối tuần thật bình an và có nhiều niềm vui bên gia đình và bằng hữu. Tuyết Lê xin hẹn gặp lại quý khán giả của Việt Nam America TV 57.3 vào bản tin thời tiết kỳ tới.